Mến chào các bạn. Nhạc sĩ Phạm Duy vốn được xem là cây cổ thụ của nền tân nhạc Việt Nam. Trong số hàng ngàn bản nhạc của Phạm Duy, dường như có rất nhiều bài hay mà ít nhiều ai cũng thích nghe. Tuy nhiên, nếu được hỏi bài nào ông ưng ý nhất thì tác giả không thể trả lời được. Trong số ấy ta có thể nhắc đến bài Cây đàn bỏ quên. Đây là bài hát được nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác từ lúc còn rất trẻ với những trải nghiệm tình yêu đầu đời. Hoặc nghe tựa đề bài hát, có người liên tưởng ngay đến bản nhạc Bỏ quên con tim của nhạc sĩ Đức Huy. Trong đó ngụ ý, sau một lần gặp gỡ người đẹp, tác giả thẫn thờ như bị hốt hồn. Chứ trên đời này làm gì có ai bỏ quên cây đàn hay bỏ quên con tim, phải không các bạn? Những bí mật thú vị đằng sau bài hát này đã được chính cố nhạc sĩ chia sẻ lại lúc ông còn sinh thời. Nhạc sĩ Phạm Duy từng thổ lộ, tôi làm bài hát con cây đàn bỏ quên từ lúc 18 đôi mươi. Lúc đó tôi tham lắm, đã được người yêu tặng một bông hoa để bông hoa ấy trên cây đàn. Nhưng rồi tôi tự hỏi cô ấy yêu cây đàn hay yêu tôi. Bây giờ tôi già rồi, nên chắc tôi không cần phải tự hỏi nữa. Chuyện cô ấy cách đây cũng đã 80 năm, chắc là đã yêu cây đàn và yêu cả người già này nữa. Người ơi, tôi thường hay muốn biết, giới tình hoa thắm thiết, yêu tôi hay yêu đàn? Tấm hình hôm nay chuột sưu tầm trên mạng cảnh một cây đàn nằm chơ vơ trên vệ rừng. Tấm ảnh nhỏ bên trái là một phần hình bìa bản nhạc gốc cây đàn bỏ quên, và bên mặt là tấm ảnh trìu mến của một cặp nam nữ bên nhau với cây đàn. Bây giờ mời các bạn nghe nhạc phẩm Cây đàn bỏ quên của nhạc sĩ Phạm Duy với hòa âm và karaoke của Kim Quy nha. Đêm khuya thao thức mơ màng chờ mai tìm đến cô nàng ngây thơ. Hôm sau tôi đến nhà em cây đàn năm đó, nhưng em đâu rồi? Bông hoa trên phím tươi cười, người tiên tặng đóa hoa đời xinh xinh. Tôi nâng niu cây đàn tình tang đem về say đắm, tôi nâng niu hoa tàn tình tang khi bông hoa úa vàng. Tình tang lòng tôi vẫn vương nhớ người hay nhớ hương tình ta. Đàn ơi thôi cứ lên tiếng than hay cứ gieo nỗi hoan trên đường lên viễn phương. Người ơi tôi thường hay muốn biết với tình hoa thắm
xiết. Yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Các bạn đang nghe nhạc phẩm Cây đàn bỏ quên của nhạc sĩ Phạm Duy với hòa âm và karaoke của Kim Quy. Chúc các bạn một ngày sinh hoạt cuối tuần vui vẻ, bình an. Nghe nói Sài Gòn đã bắt đầu mở cửa sống chung với dịch, đó là một tin vui phải không các bạn? Phải có cách để mà phục hồi sinh hoạt của người dân. Nhưng thật là buồn cho hàng ngàn người muốn trở về quê vẫn chưa có thể đi được. Tôi nâng niu cây đàn, tình tang đem về say đắm. Tôi nâng niu hoa tàn, tình tang khi bông hoa úa vàng. Tình tang lòng tôi vẫn vương, nhớ người hay nhớ hương. Tình tang đàn ơi, thôi cứ lên tiếng than, hay cứ gieo nỗi hoan trên đường lên viễn phương. Người ơi, tôi thường hay buồn biết với tình hoa thắm thiết. Yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Yêu tôi hay yêu đàn, yêu tôi hay yêu đàn. Cây đàn bỏ quên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.